Từ bỏ nghiệp diễn, cơ trưởng Phạm Hà Duy nhận nhiều chú ý. Là một diễn viên nhí tài năng nhưng sau đó Phạm Hà Duy quyết định trở thành một phi công. Có mẹ là diễn viên nổi tiếng Hương Dung nên từ nhỏ Hà Duy đã bén duyên với nghệ thuật. Anh tham gia nhiều phim và được ghi nhận là một ngôi sao nhí tài năng. Các vai diễn của Hà Duy trong đội đặc nhiệm nhà C21, Mùa hè sôi động, Làm mẹ, Xin hãy tin em đều gây dấu ấn với khán giả. Nổi tiếng từ nhỏ nhưng Hà Duy không theo đuổi con đường nghệ thuật mà chọn trở thành một phi công và hiện đang công tác tại một hãng hàng không lớn. Anh ít khi tham gia các sự kiện giải trí mà tập trung cho công việc của mình. Trên một chương trình truyền hình, Hà Duy từng chia sẻ, nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Chị gái Hà Duy làm tiếp viên hàng không nên đã định hướng anh theo nghề này. Nếu nói về nghề phi công, Hà Duy chia sẻ đây cũng là nghề đòi hỏi sức khỏe, tiền đình tốt, ý chí vững vàng và tinh thần thép. Trước đó, Hà Duy từng trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt cả ở Việt Nam và nước ngoài. Dù không còn hoạt động trong nghệ thuật song, Hà Duy vẫn nhận được sự quan tâm của các cư dân mạng. Trong đó, trang cá nhân của anh có gần 44.000 lượt theo dõi. Trên trang cá nhân, Hà Duy thường cập nhật hình ảnh của mình khi làm việc, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đi du lịch ở nhiều nơi. Tên tuổi của Hà Duy gây chú ý nhiều hơn khi công khai hẹn hò với giảng viên Âu Hà My vào khoảng cuối năm 2017. Tháng 5 năm 2018, cặp đôi tổ chức lễ dạ ngõ và dự tính đám cưới vào cuối năm. Tuy nhiên, sau đó cả hai gây bất ngờ hủy ngôn. Khi được một người vào thắc mắc, cô giáo hot girl chỉ cho biết gia đình bạn trai cũ vẫn tốt, rất tốt với mình. Vào tháng 12 năm 2022, cơ trưởng Phạm Hà Duy chú ý khi đăng ảnh tay nắm tay bạn gái của mình cùng icon hình trái tim. Trong ảnh, anh và bạn gái xăm hình đôi có tên cả hai lên tay. Qua bức ảnh có thể biết bạn gái của Hà Duy tên là Nga. Đến tháng 3 năm 2023, con trai của nghệ sĩ Hương Dung đã chính thức khoe ảnh bạn gái mới của mình kèm theo chia sẻ My Love My Life, tạm dịch tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi.